Trời ơi, quý vị ơi, cháu tôi nó đi xe nè. Đâu con chạy đi, con chạy đi tiếng. Con chạy cho mẹ coi coi. Trời ơi, cháu tôi nó giỏi quá quý vị ơi. Tôi mê nó lắm. Ôi trời ơi, trời ơi, lạ quá. Giỏi quá, tiếng giỏi quá. Tiếng giỏi quá. Giỏi quá. Rồi mình vòng lại nha. Ôi ơi, hay quá, đụng đích luôn. Rồi bây giờ tiến vòng lại đi. Quý vị coi nè, đẹp trai dễ sợ không? Đó, mê lắm. Đó, chạy, chạy. U cha, u cha, u cha. U cha, giỏi quá. Giỏi quá. Tôi chạy theo tôi mệt luôn á. Ôi trời ơi. Ôi ôi, một chân luôn, giỏi quá. Hay quá. Chạy là phải đụng đích nha bảy. Chạy là phải đụng đích. Trời ơi, hay quá. Cái này rác rồi dục rác. Trời ơi, thấy chưa quý vị? Thấy chưa? Vừa chạy xe vừa lụm rác nè. Đâu có thể mà xả rác như vậy được. Rồi. Giỏi quá. Cháu tôi đó quý vị. Cháu tôi á. Trời ơi, một chân luôn kìa quý vị ơi. Một chân luôn. Trời ơi, tôi chạy theo tôi tập thể dục luôn nha quý vị. Ôi cha, một chân luôn. Rồi em về em lấy xe khác em đi. Trời ơi hay quá. Rồi quá trời luôn. Con đổ mồ hôi quá hả Tiến? Con đổ mồ hôi quá hả? Con mệt không? Con mệt không? Con mệt không? À con đổ mồ hôi quá hả? Con tập thể dục hả? Thương con quá à. Thương con quá à. Ôi cưng quá quý vị ơi. Cháu em nó giỏi quá. Nó đi xe giỏi hơn em luôn đó. Hết xe này nó đi tới xe khác. Mà nó đi nửa chừng nó bỏ xe nó không cần. Nó lấy xe khác nó đi. Tại vì ba nó đại gia mà ba nó có điều kiện. Cho nên là đi. Trời ơi quý vị ơi nè, đổ mồ hôi nè Tin ơi, Tin đổ mồ hôi. Cưng không quý vị? Rồi coi như mệt rồi đó quý vị. À, người ta muốn chơi là người ta chơi, người ta muốn nghỉ người ta nghỉ, đừng có ép người ta nha. A few moments later. Xe này nữa. Em thêm một chiếc xe nữa. Nhà em có điều kiện quý vị nha. Em xài 3 chiếc xe luôn. Rồi, rồi lấy dép ra. Ok, giỏi quá. Rồi đây đây đi. Đó. Ê chết cha, chết cha. Em bị trục trặc accident. Ok ok. Con đứng dậy, con đứng dậy. Rồi, đi chiếc khác nữa nha quý vị nha. Em đi chiếc khác nữa. Rồi. Đó, mỗi chiếc nó đều là đều đi bằng hai cái giò hết nhưng mà em mỗi chiếc đều đi hai cái giò nhưng mà em đi kỹ thuật của em nha quý vị. Đó thấy không quý vị? Quá trời giỏi luôn. Trời ơi nằm luôn đó quý vị. Nằm luôn, em cũng mệt theo em luôn. Giỏi quá. Rồi để đây. Đó, em đi nửa chừng em muốn để đâu em để kệ em. Không sàn chiếu quá phải không con? Chiếu quá đó.
nữa hả? Trời còn xe nữa. À, còn xe nữa. À, que. Ờ, à, mệt quá à, hôm nay camera anh mệt rồi. À, hả? Sao? Ờ, à, ờ, à, cửa hả? À, à, à. Sáng hả con, sáng hả? Đó, à để đập cái hộp đó bảy, đập đập tới sáng sáng đó đó. Đó. Quá trời luôn. Cưng quá, nhớ ngày nào mà còn đẩy đưa xuống đây mà giữ trẻ. Tôi nhớ hồi đó tôi có quay một cái clip với quý vị có coi không? Là tôi giữ thằng này nè. Tới nay nó lớn rồi, nó biết đi rồi, nó chạy 3 4 chiếc xe luôn quý vị. Đó. Quý vị ơi, Tiến ơi, Tiến à. Ô kia 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 kia. Ờ, con nít nó vô tư thấy không quý vị ơi, cưng quá. Đẹp trai quá, cái bụng với cái đít kìa. Ờ. Ờ ờ ờ. Bà mở chiếu quá mà nó đâm nè, con đó kiếm nó đâm á. Tiến ơi. Ô chà, ô chà. Tiến ơi, Tiến. Tiến đẹp trai ơi. Rồi, ô chà, ô chà, rồi rồi. Con này đẹp trai quá quý vị ơi. Ô chà, ô chà. Ô chà, ô chà. Ô chà. Cưng quá à. Cưng quá à.